chào quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo khí tượng thủy văn của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin ngày hôm nay là thông tin xâm nhập mặn. Vào ngày 23 tháng 2, độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trần Đề ở mức là 17,3 phần ngàn, tại Long Phú là 13,2 phần ngàn, tại Đại Ngãi là 4,5 phần ngàn. Trên sông Mỹ Thanh tại Thạnh Thế Thuận, độ mặn là 15 phần ngàn, tại thành phố Sóc Trăng là 2,2 phần ngàn, An Lạc Tây là 0,1 phần ngàn, Thạnh Phú 2,7 phần ngàn và tại ngã 5 là 0 phần ngàn. Bà con cần kiểm tra độ mặn thường xuyên trước khi lấy nước và tranh thủ những cơn mưa trái mùa để tích trữ nước ngọt. Thưa quý vị, những ngày qua, mưa trái mùa ở Nam Bộ phần nào làm giảm nắng nóng và tưới mát cho cây trồng và dự báo sẽ còn xuất hiện vào chiều mai. Trong đó, ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đêm nay người dân được hưởng tiết trời gió mát với nhiệt độ thấp nhất từ 23 cho đến 24 độ. Và nhiệt độ ngày mai tại Vĩnh Long và Bến Tre nắng lên nhiều và khá nóng. Nhiệt độ cao nhất giờ chiều mai sẽ lên khoảng 33 độ. Các nơi khác lúc nắng, lúc nhiều mây và nhiệt độ khoảng từ 31 cho đến 32 độ. Đến chiều sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng với nguy cơ kèm theo cả lốc xoáy cũng như là gió giật mạnh. Đối với khu vực tỉnh Sóc Trăng, được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa ngày nắng, chiều mai có mưa rào và dông rải rác kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ các nơi trong tỉnh dao động trong khoảng từ 23 cho đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình là khoảng 78%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau được dự báo là gió đông bắc giữ cường độ cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, trời có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Về tình hình thủy văn tại trạm Đại Ngãi vào ngày 25 tháng 2, con nước lớn lần lượt xuất hiện vào lúc 11 giờ và 22 giờ, ở mức là 1m và 1,37m. Con nước ròng lần lượt xuất hiện vào lúc 4 giờ và 16 giờ, ở mức là âm 0,95m và 0,82m. Tại Trần Đề vào ngày 25 tháng 2, con nước lớn lần lượt xuất hiện vào lúc 10 giờ và 21 giờ, ở mức là 1,20m và 1,58m. Con nước ròng lần lượt xuất hiện vào lúc 3 giờ và 15 giờ, ở mức là âm 0,70m và 1,03m. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo khí tượng thủy văn của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.